Thank you.
cân, cô đun chảy đổ khuôn. Nhưng mà cô đổ khuôn ấy thì nó chiếm thể tất là 5 hoặc là 20 lít. Lúc này 1 tấn cho có rai đúng không? Bắt buộc là mình phải sao? Mình phải đi dò cái tỏ cái sông gan ở đây. Tất gan sao cho sao cái thể tất mà mình đun chảy đổ khuôn nó bằng với cái này là 3 gan. Được chưa? Ồ chỗ này không lớn, khó hiểu xíu ha. Và cũng tương tự như vậy, hệ số thay thế nghịch nó cũng như thế. Thì chỗ này chính là tái dược, còn đây là dược chất. Cô cân 1 gam dược chất, cô đun chảy đổ khuôn và cô đổ được là 3 ml. Vậy hỏi ít gam tái dược mình đun chảy đổ khuôn mà được 3 ml là bao nhiêu gam? Cái này người ta sẽ đi dò cho mình, không cần phải đi dò ha. Rồi mình sẽ có một cái công thức. Thể tích lượng tái dược theo công thức. Ví dụ cô cho là ít bằng N là số lượng viên, A là khối lượng của gì? Của một viên, trừ đi n là số lượng viên nhân cho v. V ở đây là khối lượng của dược chất có trong một viên, chia cho n là hệ số thay thế của. Cái này nhằm mục đích, công thức này là tính nhằm mục đích là mình tính đủ hay không, cái lượng thuốc mà mình điều chế ra nó có đủ với cái số lượng viên hay không ạ. Rồi cái này là công thức tính hệ số thay thế nghịch, mình đọc xong ha. Rồi ví dụ cái này tính trên lý thuyết, cô muốn điều chế là 10 viên thuốc ha. Tính trên lý thuyết ha, 10 viên thuốc và cô cho heo hụt là 10%. Heo hụt khi mà nó bán vô cái chén nung này, cái đũa này, cái cối chày của mình ha, heo hụt là 10%. Rồi, vậy mình điều chế bao nhiêu đây? Là 11 viên, được chưa? Là công thức mình phải điều chế tới 11 viên. Nếu như mà tính theo lý thuyết thì cái xung phai của mình là bao nhiêu gam? Mình sẽ đi cân bao nhiêu gam? Xung phai thiazo là bao nhiêu gam? 5,5 gam đúng không? Tính theo lý thuyết đây nè. Tính theo lý thuyết và theo công thức ha. Đây là 5,5 gam mình đi cân đúng không? Rồi vơ ca cao mình cân vừa đủ bao nhiêu? Vơ ca cao mình sẽ cân bao nhiêu? 22 gam. Vừa đủ là 22 gam hả? Là đi cân 22 gam. Thì theo lý thuyết. Nhớ là cái chữ vừa đủ á. Cái vừa đủ ở đây nè, là cái viên thuốc của mình vào chế xong là nó đủ 2 gam. Nghĩa là mình phải trừ đi cái dược chất nữa. Là mình cân nhiêu? 1,5 gam và nhân cho 11 viên đúng không? Là bao nhiêu đây lớp? Bao nhiêu? Có phải là 16,5 gam không?
Cô